xuyên qua rừng, những rừng như thế này. Và có những nơi thì thật sự ở Pennsylvania có những cái đoạn đường rất là đẹp, đẹp lắm vào mùa thu. Trước cũng có, sau cũng có những xe camping à, mà tại sao mà camping mà sau khi làm mùa xong thì cái này là từ ở nước khác qua rồi ở Mỹ sang rồi là những cái biển số đó của cái xe phía trước là không phải ở đây. Tôi biết rằng ở có vấn đề là đo lường về đề hãng, đo lường về cây số tôi chạy như thế nào đó. Vì thế mà trước đến nay thì tôi chạy cây số rất là cao so với những người ở trong cùng hãng. Mặc dù tôi không qua biên giới đấy, mà nếu ngày xưa tôi qua biên giới tôi còn chạy dữ nữa. Tôi chạy sự thật là mở mắt ra là chạy
thấy Tân mới về nhà được một vài ngày. Thì so với những người khác thì tôi lái nhiều lắm, tôi lái nhiều người khác nhiều lắm. Thì hiện tại trong mà tôi làm hiện tại đó thì hai tuần nay họ đang đo lường vấn đề cây số thì chạy như thế nào đây nè. Đây thật sự đối với tôi thì nếu đưa việc thì tôi làm thôi chứ tôi khỏi cử đợi muốn đưa đâu đưa đó, thì ngày đó có bao nhiêu giờ thì tôi chạy hết bao nhiêu giờ thôi. Thứ bảy thì thứ bảy giờ cũng về nhà, thì có những việc làm ở nhà như sửa xe sửa nhà rồi kia. Ngoài ra thì nhà thì bây giờ tôi không còn sửa nữa mà không nghĩ là phải mua hay là bán nữa. Cứ ở đó retire rồi, trên 60 tuổi rồi không muốn làm gì nữa. Cái quan trọng nhất là làm sao mà có bao nhiêu tiền xài hết trước khi chết á, không để lại xu nào hết đó. Thì cái đó là cái mà tạo lên cái việc phức nhất là trong đầu của suy nghĩ của tôi đó. Tôi không phải như người ta nghĩ là khi chết rồi để lại một cái biệt thự to, hai ba chiếc xe đắt tiền hay thế nào không. Tôi nghĩ thì khác hơn người ta, nghĩ ngược chiều là khi mà tôi chết tôi không để cái gì hết. Vậy thôi à, sống có cái mạng chết đem theo đó, chết đem cái mạng theo thôi, rồi còn cái gì đó cho hết, không để lại. Vì thế mà sống thì tôi có những cái mà lạc quan hơn những người khác ở chỗ đó. Tại vì người ta còn nghĩ là có tiền là muốn thêm tiền, có một cũng muốn hai có ba, rồi không tao chết rồi phải chừa lại cho con của tao nữa. Tao chết cha rồi, thua rồi. Đó là cái người, những người mà trong gia đình của tôi đó thì họ nghĩ vậy, tôi không nghĩ vậy đâu. Thì thấy mà tôi cũng hay cái là những gì mà tôi suy nghĩ, những gì tôi quyết định là vợ tôi 100%, 100% ủng hộ. Ok, that's it. Cuộc đời của tụi nó thì tụi nó có cuộc đời riêng của tụi nó, tự lo tự làm, lo đã xong rồi, cái gì cũng vậy, cái gì cũng đã đi qua rồi, nó đã lớn hơn mình rồi. Nó lớn lên ở đây thì nó được đi học rồi, sanh đẻ ở đây tiếng Anh nó không bị khó khăn, rồi nghề nghiệp nó thì có ăn học thì nó làm khỏe hơn mình. Tôi sang đây năm 20 tuổi thật sự tôi quá cực đi. Cho tới giờ này tôi không nghĩ là tụi nó có những cái sự may mắn đó nữa hay là như thế nào đó, là tại vì tôi đã đi qua giai đoạn đó mà tôi còn qua được. Thì những đứa nhỏ không là vấn đề, đứa nào muốn làm giàu tự nó làm giàu. Ở đây có những đứa tay chổi lắm, nó tự nó làm nên sự nghiệp, nó còn trẻ. Tức là những đứa ít bao giờ mà các bạn thấy là tụi nó học xong đại học á, tại năm thứ nhất năm thứ hai đó là ngay cái thời giai đoạn đó là giai đoạn mà là coi như brainstorm, là coi như một cái kêu mà máu nóng đó. Mà đứa nào thông minh đó, nó tìm ra được cái gì đó thì nó nhảy vô đó nó làm, rồi nó làm giàu như là Facebook kia nữa đó, Microsoft, Facebook, rồi có những cái suy nghĩ mới như Google, toàn là những đứa trẻ trong giai đoạn đó thôi.
lưng đi. Đây là những cái con đường của những cái vô những cái quặng. Địa phương đó là do người da đỏ họ làm, đó là hình sự đấy. Rồi còn mà bắt giao thông vận tải, bắt xe cái nọ đó là do OPP, tức là cảnh sát của quận. Thì hôm nay thật sự mình không có đi cái con đường này đó thì nó đồi núi rồi, nó chập trùng lắm. Mình sắp sửa mình phải đi qua những cái đồi núi cao. Thì nói đến đây, nói về khoa học kỹ thuật thì hôm nay tôi lược trình khoảng 30 mấy năm nay là tôi sống ở Canada, thì tôi hiểu biết là những gì mà họ suy nghĩ, rồi họ có bằng phát minh, rồi họ làm ra. Thì nói tới tới vấn đề bay, bây giờ mình nói tới đơn vị xe. Xe thì bánh xe ngày xưa đó, ở 30 năm về trước đó, và cho luôn cả bây giờ, thì bánh xe cần phải 3 năm sinh, tức là làm xong xuôi rồi phải cân lại cái độ nó không có đều đó. Thì sau này thì nó có những cái vòng tròn để mà mình cầm vô trong cái bánh, cái niềng xe đó, rồi nó tự động nó tự động nó cân bằng cho. Đó là một chuyện. Và thứ hai nữa, rồi có những cái hệ thống, có những cái có vấn đề mà chống xì bánh xe khi mà bị cán đinh, thí dụ như vậy đó, là nó có cái đó là chẳng là cái gì trẻ đó, chỉ là một cái nhựa, một lớp cao su mà ướt đó, thì khi mà mình cán đinh ra đó thì cái hơi nén đó, nó thổi cái lớp mũ cao su đó đó, nó ra ngay chỗ cái lỗ nó xì ngay chỗ cái đinh đó, thì thấy nó trám được cái lỗ đó để cho mình chạy. Thì cái đó nó không có là vĩnh viễn, là chỉ tạm thời trong lúc mà mình cắt đinh như thôi rồi mình chạy về rồi để mình sửa. Rồi khoảng 10 năm trở lại đây thì lại có lớp xe mà khi mà đã bị cán đinh, bị cán cái gì bể mà không còn không khí trong đó vẫn chạy được tiếp khoảng 180 km nữa, và vận tốc không quá 80 km/h, thì là chẳng qua nó làm cái case, tức là cái điện ở bên trong nó làm cứng. Vì thấy những cái lớp đó thì sẽ được bán ra ngoài thị trường gần đây thôi, khoảng 2-3 năm gần đây thôi, là tại vì nó đắt hơn cái niềm bình thường là 100 đô mỗi một cái. Thì thật sự nó không có, nó không được thịnh hành lắm, là tại vì 100 đô trong khi một cái niềm, một cái lớp xe bình thường đó mà cho xe không đáng tiền á, xe Nhật thì kia nữa có 120
run flat, tức là khi mà bể bánh rồi vẫn chạy tiếp được đó, thì phải tốn một thêm 100 đô cho mỗi một cái nền, một cái lốp xe như vậy. Thì thế mà nó không thịnh hành lắm thật sự như vậy. Rồi còn cái vấn đề là đi tiếp nữa, thì sau khi những cái lốp đó, nó đã ra đời rồi, nó đã bán ngoài thị trường rồi, thì một số xe đắt tiền như xe Mẹt, xe BMW là đều gắn bằng cái đó hết. Tức là cái giá của chiếc xe, cái giá của chiếc xe nó sẽ có thêm là 400 đô cho mỗi một cái lốp như vậy, khi mà họ gắn cái lốp vào xe. Rồi chiếc xe đó họ không có cần phải đem theo cái bánh xe cua. Đó là một chuyện. Thì năm rồi thì hãng Michelin là hãng làm lốp xe đã thông báo là có hợp đồng với hãng xe GM, tức là GM đó. Hãng GM là hãng lớn nhất của Mỹ này. GM rồi tới Ford rồi tới Chrysler. Nhưng số lượng nó bán là từ trước đến nay thì GM nó cao nhất, nhưng mà những năm gần đây đó thì số lượng bán số xe nhiều nhất là chiếc Toyota chứ không phải là GM nữa. Thì GM có vấn đề là nó coi như là nó phải củng cố lại nội bộ, là nó đóng cửa một số hãng rồi nó không làm một số xe, ví dụ như đó thì cái tình trạng về xe ở Canada, bên Mỹ thì nó rơi vào tình trạng như thế đó. Thì hãng Michelin với hãng GM có hợp đồng với nhau, đang nghiên cứu loại lốp xe không cần khí nén, không cần không khí. Thì đang trong tình trạng gọi là research, tức là đang trong tình trạng là coi như thử nghiệm. Cái đó là họ đã có rồi, họ đã có từ lâu rồi, họ đã có bằng phát minh rồi đó, thì họ đã đang thử nghiệm, trong tình trạng thử nghiệm. Thì cho biết là trong 7 năm đó, tức là cách đây 2 năm về trước họ đã công bố, tức là 5 năm sau thì mình sẽ có những loại xe mà chạy lốp không cần phải có khí nén ở trong, không cần phải có nitrogen. Hiện tại xe là hầu hết là những chiếc xe ở Bắc Mỹ đều chạy bằng nitrogen hết, bằng khí đó. Khí đó là khí lạnh, nó là nhẹ chiếc xe đi chút xíu, rồi lại chống hao mòn cái lớp xe đó. Nếu mà nitrogen dùng thế cho khí nén, thì từ trước đến nay thì những chiếc xe đã có từ lâu rồi, 5 năm nay thì dùng bằng nitrogen hết, từ chiếc Honda cho tới Toyota cho tới Mercedes cho tới whatever đó, thì bằng nitrogen hết. Đó thì 5 năm tới đây thì mình sẽ có những loại xe mình chạy thì lốp xe không cần có khí nén ở trong mà cũng không cần có nitrogen, vì thế mà nó sẽ không cắt đinh vẫn không sao. Đó là vấn đề. Đó thì khoa học kỹ thuật nó đẩy lên, cũng như cái